Cuộc đời của người đi qua mau lắm, Nhân Đức nói. Năm Nhân Đức mười mấy tuổi, Nhân Đức xa gia đình, nghèo quá, bỏ nhà đi kiếm cuộc sống mới một chút. Mới đây mà giờ Nhân Đức 42 tuổi. Thời gian qua mau ghê. Ta nói 60 năm cuộc đời, mình 42 tuổi thì nó hơn nửa đời người. Một ngày qua đi thì chúng ta cặn kề với phần mộ. Mà bây giờ con người chúng ta nó cứ lo được lo mắc hoài mà không biết bồi dưỡng cái đạo đức làm người thì chúng ta đi tìm cái gì à? Nên Nhân Đức nói với vị tiếp nhận Phật Pháp hay lắm. Rất là hay lắm. Cực kỳ hay luôn. Ví dụ như giờ các anh chị ca sĩ đi, nếu mình nhìn lên thì có khi mình còn thua số ngự, nhưng mà mình nhìn ngang ngang là anh chị hơn người ta nhiều, hơn người ta rất là nhiều. Nếu như mà mình mà biết đủ, trời ơi, cuộc sống của anh chị đặc biệt gì đâu. Vừa được công chúng tiếp nhận, quý mến, thương yêu, rồi lại biết Phật Pháp nữa. Gặp những cái mảnh đời khổ đau, gặp những sự cố gì khó khăn, giúp đỡ nhau. Nhân Đức nói bây giờ bên ca sĩ cải lương, ca nhạc gì sau này già biết tu nhiều lắm quý vị. Biết tu rất là nhiều. Vì ca sĩ nào là người ta đóng những cái tuồng cải lương cũng tu hành, có đóng những tuồng mà về nhân quả. Còn những người ca nhạc thì cũng hát những bài hát nhân sinh, cũng hát những bài hát về đạo đức. Hát viết rồi mình cố gắng học thuộc. Ban đầu thì mình chỉ học thuộc để mình lên mình diễn thôi, nhưng mà không ngờ mình thuộc viết rồi mình ngẫm nghĩ luôn. Có những khi vị hát bài hát, nhưng mà cái câu ở trong bài hát đó nó hay dữ lắm, nhưng mà mình chỉ hát thôi chứ mình không để ý cái câu. Nhưng khi vị nghe Nhân Đức nói gì rồi, vị ngẫm nghĩ cái câu hát, rồi tự nhiên mình thấy ô cái câu hát này sao mà nhạc sĩ người ta viết ra hay dữ vậy trời. Nhìn ngẫm đó, này là cái quan trọng dữ lắm luôn. Nên Nhân Đức từng nói rằng á, đối với Tam Bảo, nhất là chùa mình, quý vị đi đến đây hát mà Nhân Đức quý vị như bạn bè. Người thì tu sĩ, người ca sĩ, để mà làm sao giúp cho người ta được vui thôi. Rồi người thì giúp cho người ta được cởi mở tâm tư, người thì đem á, niềm vui cho người khác trong cuộc đời. Nên á, tu sĩ với ca sĩ mà kết hợp là đặc biệt chứ lắm. Chứ nói thiệt, có kỳ quý vị đi hát nhiều chùa á, nhưng mà quý vị đi đến chùa sao quý vị không nghe ông thầy ông nói chuyện gì, hoặc là lên là quý vị có khi là ca sĩ mà bị lên, quý vị lên đài trước luôn. Nhưng nếu quý vị mà đi hát trước ở trong chùa mà không có ông thầy ông nói chuyện trước là quý vị biết cái nơi đó thất bại rồi đó. Vì Phật giáo là một nền giáo dục, nếu nó không có giáo dục đi đầu mà quý vị hát trước thì những đức nói quý vị có đi hát chùa nào đi chăng nữa, bao nhiêu chùa vì không biết cái gì Phật giáo nó cái gì là hay, không biết nó làm sao là hay nữa. Trong khi quý vị biết rằng có nhiều người hỏi thầy giảng pháp nhiều quá, con xin hỏi thầy cái trình độ học vấn của thầy chắc học trường Phật học dữ lắm hả? Những đức nói chỗ này sao nó dấp. Nhiều người ta hỏi trình độ học vấn của thầy chắc cao lắm, chắc trường học trường Phật học đồ dữ lắm, giảng pháp tối ngày nhiều việc sao thầy biết hết trơn. Tôi học cao dữ lắm, học cao dữ lắm mà từ khi mà té xuống bây giờ tới giờ nghỉ học á. Thầy học trình độ làm sao? Nói là lớp 3 ra trường. Lớp 3 mà còn ở là 9 năm. Có người hỏi ôi sao thầy học mà ở lại lâu dữ vậy? Nhân Đức nói trung thành với thầy giáo cô giáo. Ở lâu lâu học nhiều. Nên trường xưa nó có cái dấu ấn ở trong tâm trí của mình. Tại nhờ thời gian ở trường lâu quá. Học cái lớp 3 mà ở 9 năm vì nghĩ như sao? Nhân Đức nói với vị nghe chứ, có những cái trong cuộc đời này không phải nói là học vị gì đâu quý vị ơi. Có khi học vị quý vị cũng chưa nói lên gì.
giỏi lắm học vị quý vị nghĩ rằng nó sẽ giải quyết một số vấn đề như là làm ăn hay là quý vị đi xin việc làm thôi. Còn giờ quý vị muốn làm chủ thì quý vị học đạo đức quý vị sẽ làm chủ chắc chắn quý vị luôn. Ví dụ giờ Nhân Đức muốn đi nước ngoài đi, Nhân Đức không có biết tiếng Anh, tiếng O gì hết, tiếng Anh em gì Nhân Đức cũng không biết. Nhưng Nhân Đức bỏ tiền ra, Nhân Đức thuê mấy cái người mà thông dịch viên, Nhân Đức nói gì nó phải thông dịch ra cho Nhân Đức chứ, thì Nhân Đức là ông chủ nó chứ gì, đúng không? Muốn đi nước nào mà không được. Nhiều Phật tử nước ngoài rủ Nhân Đức ra ngoài đó chơi, người ta đài thọ hết. Muốn đi thì rủ thêm người biết thông dịch mà khỏi cần mướn Phật tử cũng bao la. Ai mà không muốn đi với Nhân Đức, thấy không? Thì Nhân Đức nói rằng nếu quý vị gầy dựng được một cái đạo đức nhân cách sống mà có học vị nữa thì quá ngon. Tại vì học vị nó có thể là một cái nền tảng cái vị bước lên, rồi đạo đức nó giúp cho quý vị thành đạt. Nhớ nghe, quý vị nhớ nè, tu sĩ hay ca sĩ dân nổi tiếng chưa chắc gọi là hát hay mà nổi tiếng đâu. Hát vừa vừa mà vẫn nổi tiếng là quý vị biết cái nhân cách gì không? Gần gũi, thương yêu con người. Khi bị gần gũi, nhiệt tình, hết mình thì ta thương quý vị. Mà khi ta thương quý vị thì nổi tiếng à. Bây giờ quý vị coi nhiều ông thầy, ông giảng hay quá trời, gương mặt cũng đẹp hơn những đức. Giảng nói chuyện ngon lành, ta nói chuyện cái tay người ta chỉ nó cũng nhẹ nhàng mà người ta vừa giảng mà người ta hay lắm nghe, người ta vừa giảng mà ta cười cười nghe. Ví dụ như là xin chào quý vị. Người ta vừa giảng mà người ta vừa cười được luôn. Còn quý vị thấy mỗi lần mà như đức giảng là cái mỏ nhọn quét, không cười, ngầu nữa chứ, mặt kinh kinh. Vậy mà tại sao quý vị cũng thích nghe? Vẫn thích nghe. Là cái gì quý vị biết không? Nhiệt tình. Phải nhiệt tình không? Đó, nhiệt tình thành công. Thì ca sĩ cũng vậy, cái càng nhiệt tình mà mình khi thành công vì cái danh thì quý vị có cái lợi. Nhớ nghe, thành công được cái danh nó có cái lợi, mới lấy cái lợi đó để bồi cho sự thành công của cuộc đời, lấy cái lợi đó chan hòa ra cho những người khổ đau được nhờ cùng với mình, hiểu không? Lấy cái lợi mà mình có được từ cái công, từ cái công nó có cái lợi, lấy cái lợi chan hòa ra cho những người khổ đau thì cái danh của mình tăng lên, mà cái danh tăng lên thì sự nghiệp phát triển tiếp tục, mà sự nghiệp càng phát triển tiếp tục lấy tiền bạc làm thiện nữa, càng làm thiện thì sự nghiệp nó càng tăng lên, tăng lên, tăng lên, lót nền móng chắc, lót nền móng chắc. Hồi sáng gặp với cô Phật tử, cô nói tại thầy rõ ràng thầy giảng rõ ràng vô thường, cái ông này ông có khoảng 1.000 tỷ, ngàn tỷ là cũng nhiều rồi đúng không vị? 1.000 tỷ tiền bạc rất nhiều, và ông mới có 52 tuổi, ông vừa chết hôm qua, chết bất tử, để lại 1.000 tỷ tiền bạc vật chất để lại hết, ông không cầm theo được cái gì hết trơn. Nên cả cuộc đời của Nhân Đức bây giờ học Phật hiểu rồi. Tuy Nhân Đức không có tiền nhiều, có tiền mới nuôi được 2.000 người chứ, nhưng mà không có nhiều, có đủ sống, đúng không? Mỗi ngày có thể cho các cụ cơm ăn áo bận, khi các cụ yếu đi lo cho các cụ đến hơi thở cuối cùng, có nghĩa là có tiền xài hoài không thiếu. Đây là ngon lắm mấy vị, đúng không? Có tiền xài hoài mà không thiếu là ngon lắm nghe. Quý vị đi hỏi nhiều người đi, họ không có nói tiền xài hoài mà không thiếu đâu. Quý vị họ có giàu cỡ nào, giàu bị hỏi họ, họ nói thiếu, đang thiếu. Hỏi ủa công ty doanh nghiệp của anh lớn quá mà sao thiếu? Mượn nợ nhiều lắm, dai dữ lắm, nên mỗi tháng nó phải chích tiền ra để mà trả lãi cho người ta. Nó tuy là cái danh của tôi nó là ông chủ vậy chứ tôi lo lắm thầy ô. Lo lắm thầy ơi, thấy không? Có không quý vị? Có. Mà đa phần trong cuộc đời này đa phần ai cũng có thiếu nợ. Làm ăn càng lớn thì càng nợ. Nhưng mà Nhân Đức nói mạnh dạn quý vị là trong cái cuộc đời hiện tại Nhân Đức đang sống, nuôi 2.000 người, Nhân Đức không thiếu ai một cắc.
không thiếu ai một cắt nào luôn. Mà Nhân Đức cũng chưa từng xè tay xin tiền một Phật tử nào một cắt luôn, đúng không? Vì đi đến đây rất là đông, quý vị thấy có bao giờ Nhân Đức xè tay xin tiền quý vị không? Không. Nhưng mà khi chúng ta mang ăn huệ cho nhau thì trả lại cho nhau cái gì đó thôi. Nhân Đức cũng nhiệt tình với quý vị như thế nào thì tự quý vị thấy cái việc làm của Nhân Đức tự quý vị trả lại, đúng không? Mà Nhân Đức vẫn ăn ba buổi cơm như các cụ trong chùa thôi, nhưng mà Nhân Đức có được thì lo cho các cụ. Thì từ nơi đó mà gọi là Nhân Đức khéo tu phước tu duyên, lấy của chúng sanh để tạo phước duyên, mỗi người ai cũng được lợi, ai cũng được lợi hết. Mà Nhân Đức lo cho 2.000 người. Bây giờ anh chị ca sĩ giỏi lắm vợ và một hai đứa con thôi. À, thí dụ như bây giờ một hai đứa con, bây giờ chắc không có con nhiều đâu, ba đứa cũng dữ lắm rồi. Nếu ca sĩ nào mà vợ đẻ ba đứa con là Nhân Đức nó bảo đảm vợ này cũng nhiệt tình rồi đó. Thật sự á, trong cái xã hội này mà vợ mà chịu đẻ ba đứa con là vợ này nhiệt tình lắm quý vị ơi. Người vợ này chắc chắn không có tệ đâu, tại vì quá nhiệt tình mới chịu đẻ gì, hiểu không? Chứ mỗi lần người ta đẻ đứa là người ta khổ muốn chết, người ta không muốn đẻ nữa rồi. Nhưng mà vì quá thương chồng nên cố gắng mà đẻ, đúng không mấy bà? Không? Đó. Vậy thì chắc chắn là người phụ nữ này đẻ ba đứa con là nhiệt tình quá, hai đứa cũng nhiệt tình rồi đó. Nên từ nơi đó mà cái đạo đức là cái quan trọng. Nên quý vị về đây dự Trung Thu, Nhà Đức nhìn xuống á thì người lớn nhiều, trẻ em lại tung tăng ngoài kia kìa, nguyên một cái xăng ngoài kia kìa, mà thêm nguyên một cái xăng ngoài kia mà ngồi đầy cũng cái này kính ngoài kia luôn, hết trời người ta luôn. Giờ này còn đến nữa đó, giờ này còn đến nữa nè. À, rồi tối ấy, xong ở chương trình á chúng ta đi ra ngoài kia chơi, mời anh chị ca sĩ ở lại chơi. Trời ơi, xô gì mà xô hoài mệt ghê, hiểu không? Lâu lâu lại chùa mình á, dự chương trình này kia, hòa nhập với mọi người nó vui. Nhân Đức mà khi mà lễ lọc, khi Nhân Đức chạy xe vòng vòng nó vui lắm. Bây giờ Nhân Đức nói thiệt nha, mấy anh chị, chúng ta thường ưa bị cái quan niệm này nè. Mình là người của công chúng, là những cái tầng cấp quan trọng. Bây giờ đi chơi với mọi người thấy mình sao bị hạ quá. Càng hạ thì nó mới lên, càng hạ nó mới lên lại. À, không? Nên mỗi một người mình nó càng lên thì mình phải hạ thì nó mới lên. Còn mình lên coi chừng nó té. Mình lên cao hoài nó té đó. Nó giống như cái câu Nhân Đức thường nói, câu gì núi cao thì đừng có chê đắc bồi đắc thấp á. Núi chê đắc thấp, núi ngồi ở đâu? Không? Con người mình mà cao mà mình không gặp cái người thấp rồi ai nâng mình lên? Mà nhờ những người thấp họ nuôi mình á. Ví dụ Nhân Đức là tu sĩ, không có hàng cư sĩ họ cúng dường, lấy đâu ông thầy ngồi đây nói chuyện, đói chết nhằn răng, hiểu không? Còn mình là ca sĩ đem lời ca tiếng hát mà không có hàng Phật tử hay không có khán giả, người ta nghe mà người ta ủng hộ mua vé thì mình là ca sĩ tiêu tùng. Không mua vé thì sao mà người ta cho mình vô cái chỗ hát, hiểu không? Nên từ nơi đó mà tu sĩ với ca sĩ là một gốc, đều nhờ công chúng. Nhân Đức nói thật cho quý vị, trong cái cuộc đời này chúng ta tùy theo cái bổn phận mà nhờ công chúng. Không có ai mà không nhờ công chúng hết trơn á, hiểu không? Không có tu sĩ ca sĩ thì trong cuộc đời này nó cũng bị khô khan cằn cỗi. Ngoài đời tuy người ta không biết tu, nhưng mà lâu lâu buổi chiều hay từng mỗi tuần người ta phải vào trong cái gạp nghe hát hay nghe hài, nghe xít hay cái coi xít này nọ đồ, để người ta chi người ta cảm giác nó có cái gì trong cuộc sống. Nhiều người ngoài đời người ta cực quá, người ta mới có tiền. Mà bây giờ mà có tiền mà không có cái cuộc chơi gì chứ, có tiền làm gì? Nhiều người ta nói rằng bây giờ tờ ơi, cực muốn chết, đi nhậu coi. Bây giờ tao mà không đi nhậu vì tiền thì kiếm làm chi? À, đi kiếm dạy em coi. Tại vì giờ cực quá mới có tiền, là do người ta không biết cách để dùng tiền phù hợp. Còn mình bây giờ mình nghe đạo rồi, mình dùng cái tiền đó mình đi hát về, mình chạy về gia đình của mình,
không đi uống bia uống bọt tùm lum tùm la, chạy về nhà liền, chơi với nhà, với cha, với mẹ, với vợ, với con, vậy thì hạnh phúc liền về đâu. Bây giờ ai mà không có một gia đình, bây giờ đi hát xong rồi mua một món quà gì chạy về, chạy tranh thủ về, trời ơi em anh vừa hát xong mà chạy ra mua một cái bánh, mua một cái bánh kem, chạy về liền luôn em. Về gia đình liền, mấy bạn nó rủ đi chơi đi nhậu, hôm nay nó có một cái live show cũng vui ghê, nó rủ anh đi chơi chung mà thôi, ở đâu cũng bằng nhà mình em ơi, anh chạy về nhà liền. Thấy không, phải hạnh phúc không? Cái khi mà mình đi nhậu nhẹt nó quá đà cái, hoặc mình chơi quá đà cái, tự nhiên có em nào cũng được hơn vợ mình, cái đó mà cái mắt hạnh phúc gia đình. Những đức nói có nhiều người sai lầm, nghĩ là giấu vợ giấu chồng mà đi tầm bậy, nghĩ người ta không biết, bậy quá. Phước báo mình bị giảm mắt đi thì tự nhiên sự nghiệp gia đình tan nát. Cái người mà đã mắc phước rồi sao nói cho vợ cho chồng nghe, sao dạy con, nó chỉ đúng đắn chân thật thì tự nhiên nó mới nhiếp thọ thôi, hiểu không? Tao nhận không? Bây giờ những đức nói cho bị nghe là cái gì, là do những đức chân thở nói bị nghe đó, hiểu không? Mấy ngày nay bị sốt ho muốn le lử, mà ngày nay lên hát có chạy đâu. Bây giờ mình bị khan tiếng, mình lên mình nói chuyện cái tiếng khao khao, có nhiều người nói thầy lên thầy nói khao khao, Phật tử nói thầy sao thầy tu mà thầy cũng bệnh. Nói cho những đức là cái giống gì mà không bệnh. Trời ơi, mình lên mình giảng khao khao Phật tử nó mới thương mình, hiểu không? Phật tử nó mới thương. Lâu lâu có bệnh mà mình làm nhiệt tình đó, đó mới là cái ăn khách, hiểu chưa? Thì đổi lại ca sĩ cũng vậy, lâu lâu khang tiếng mình lên mình gống mình hát, thầu mình hát quá trời hát. Hôm nay tôi khang tiếng tôi làm luôn, làm tớ luôn thử coi sao. Khán giả tao nói công nhận nghe, ví dụ như Phú Quý đâu hết cầu gì đâu mà khang tiếng mà lên hát dữ trời, quá tội nghiệp cái ca sĩ này, quá nhiệt tình, thấy chưa? Nổi tiếng là từ đó mà ra. Mình lên mình nói con người mà quý vị, lúc nào cũng có lúc này lúc khác, lúc mạnh lúc khỏe chứ, ai mà khỏe hoài. Bên nay thầy bị bệnh nhưng mà cố gắng lên nói chuyện với quý vị, không à, ta thương mình thấy chưa, thành công đó. Nên những đức mong quý vị lấy giáo dục làm chính, nghe không? Rồi con người sống luôn luôn có nụ cười, có niềm vui. Cái niềm vui là chính trong đôi tay mình đó, đừng có đi tìm ở đâu xa, nghe chưa? Trong đôi tay mình nè. Trời ơi, có khi tôi ngồi trong phòng mà cả ngày tôi không đi đâu mà sao tôi vui, tôi có đi đâu chơi đâu. Đi tôi ở trong phòng không. Vậy mà sao cái chuyện gì thế gian tôi cũng biết hết trơn. Ngộ thiệt ghê. Hiểu không? Đó, nên từ nơi đó quý vị ơi, hạnh phúc trong tầm tay mình nghe. Nhớ nghe. Dù cho gặp sự đổ vỡ khổ đau gì trong cuộc đời, nhưng phải nhớ là bản thân mình đứng vững được, mình phải có niềm vui, mình phải vững chắc mình, thì mình mới thành đạt. Mình mới thành đạt. Còn nếu như mình thất vọng, mình âu sầu, mình buồn bã, thì chắc chắn là quý vị là người thất bại, không bao giờ thành đạt đâu. Nhớ nghe. Có những cái phước báo trong cõi đời này, nhưng mà nó là phước họa. Nếu như quý vị là người mà không nghe Phật pháp thì là phước họa. Khi quý vị có phước, có tiền, giàu sang, quý vị lại mất đi cái hạnh phúc của gia đình. Nhiều lắm chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Đừng bao giờ cho rằng giàu sang có tiền thì chúng ta mới có hạnh phúc, vì những người nghèo nàn không lẽ không có hạnh phúc. Nếu nói như vậy thì trên cái cuộc đời này, người giàu, người đẹp, người có học thì ít, mà người nghèo, người xấu, người thiếu học thì nhiều. Không lẽ tất cả những người bị thiếu xúc kia, thiếu sót kia, họ lại không được vui sao? Phật pháp á, giống như một cái cơn mưa từ bi. Mưa xuống thì mỗi loại cây đại địa đều được hưởng hết chứ. Nên mỗi một người mình nghe Phật pháp, quý vị nhớ cái chú trọng cái tâm thiện để phát thiện. Khi nó sanh phước báo thì sự thành đạt của chúng ta nó mới lâu dài.
Nhớ. Giống như Nhuận Đức thường thí dụ ly nước. Bây giờ ly nước này đang có nước nhiều vô cùng thì mình uống lúc nào nó cũng có nước chứ. Nhưng bây giờ mình cứ uống không mà mình không bao giờ châm nước vô trong đây. Thì một ngày nào khi cái ly nước này nó hết nước rồi, Nhuận Đức nói sự nghiệp quý vị tự nhiên đi xuống. Dù là hiện tượng của cái ly nó vẫn tồn tại, là nhìn cái cơ ngơ quý vị nó tồn tại như cái ly vậy đó, nhưng mà trong cái ly nó lại không có nước. Thì quý vị coi, đã là có cái ly không à, thì dù quý vị có uống nước nó cũng đâu có nước đâu. Thì có một cơ ngơ, nhưng mà cái phía trong của cơ ngơ đó là sự điêu tàn. Thấy không? Nhiều lắm chứ giỡn đâu. Nên cuộc đời của người chúng ta, cái chú trọng đặc biệt đó là tu phước duyên. Vì đây là âm đức. Mà khi mà âm đức rồi thì con người nó tồn tại rất lâu dài. Nên sự thành đạt nổi bật của một con người mà muốn lâu dài là âm đức. Nên người xưa nói rất là hay: ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn. Cái đức là dạy con cháu tiếp tục, quý vị nhớ nghe. Cái đức là tiếp tục dạy con cháu. Khi mình đã có đức, cái cách của mình làm nó đã hiệu quả rồi, thì tiếp tục mình dạy con cháu của mình để đi theo con đường của mình để có hiệu quả. Còn con đường mình đã đi qua nó không có kết quả, dù là mình giàu, mình có điều kiện, mình có tiếng tăm, nhưng mà mình cái phía sau vết màng đó nó lại là đau khổ, buồn tẻ, cô đơn, quạnh quẻ. Thì việc này mình phải nhìn nhận lại. Nhuận Đức nói rằng á, Nhuận Đức từng sống trong thành phố, từ nhậu nhẹt hư hỏng Nhuận Đức trải qua. Quý vị biết rằng là trước mắt vô, cùng với bạn bè thấy như vui vậy đó, nhưng mà khi đêm về mình cảm thấy cô đơn, thấy mình không được cái gì. Nhuận Đức tin chắc rằng trong cái cuộc đời này có nhiều người quý vị biết rằng họ bước ra ngoài giống như ông này bà nọ, nhưng khi họ trở về cái gia đình của họ, Nhuận Đức tin chắc có nhiều người cô đơn. Họ cô đơn. Khi biết rằng là lừa tiền lừa tình nha mà sống, lừa tiền lừa tình nha mà sống. Trong cái kiếp sống phồn qua nó lừa tiền lừa tình nhiều dữ lắm, gọi là dẫm dựa nhau để lừa nhau để mà sống. Khi trở về lại vì bản thân mình thì thấy mình thật sự bị lo sợ, vì bản thân mình thường lừa qua lừa lỡ nhau, rồi làm sao mình có được chỗ bình yên nương tựa đấy. Nên quý vị biết rằng dù là một ngày Nhuận Đức làm nhiều việc lắm, mà tại sao Nhuận Đức thường vui chứ? Vì cái niệm niệm của mình đều vì người, quý vị có người ta đến đông, mà cái Trung Thu là cái chương trình này, Nhuận Đức nói thiệt, nếu nằm trong Phật giáo á thì cái chương trình này hình như là không đề xướng vào cái chương trình Phật giáo. Mà quý vị thấy rằng là Nhuận Đức tổ chức Trung Thu mà người ta về đông quá trời đông, mà nhìn xuống á thiếu nhi thì ở bên ngoài, mà ở đây là thấy cũng thiếu nhi. À, cái người đi về chùa mình á không có nói chữ già. Đi về chùa mình mà nói chữ già là xưa rồi. Thấy không? Nghĩa là sống trong cuộc đời này bất cứ hạng người nào cũng có nụ cười là quan trọng. Nụ cười là quan trọng. Nếu như chúng ta sống mà không có nụ cười thì con người mình khô khan cằn cỗi lắm, nói thiệt. Mà nụ cười nó phải chân thật quý vị ơi. Chứ nếu như mà cái nụ cười giả dối thì Nhuận Đức nó thật sự gượng gạo lắm. Mà cái nụ cười đó là gạt mình và gạt người, nó sẽ tổn phước tổn âm đức cho lắm. Mà con người nó đã tổn phước tổn âm đức rồi, Nhuận Đức xin thưa quý vị, cuộc đời quý vị không thể nào thành đạt mà tồn tại lâu dài. Trong nhà Phật có dạy cách để thành đạt lâu dài, là lúc quý vị thành đạt quý vị phải tiếp tục lót cái nền cho dày. Nghĩa là càng thành đạt thì càng lót nền cho dày, càng thành đạt thì càng lót nền cho dày. Mà cái nền móng mà để lót mà âm đức lớn nhất đó là đối với cha mẹ phải hiếu thảo.
đối với cha mẹ hiếu thảo. Bây giờ quý vị nghĩ đi, bây giờ tất cả chúng ta có thành đạt sự nghiệp gì trong cuộc đời này, quý vị phải công nhận rằng nếu không có cha mẹ sinh mình thì lấy ở đâu để mình thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời, đúng không? Rồi cha mẹ sinh mình mà nếu mà không có thầy giáo dạy thì làm sao mình biết được đường hướng tốt đẹp để mà mình sống được đặc biệt trong cuộc đời, phải không? Nên ơn cha mẹ, ơn thầy lớn lắm. Quý vị biết rằng Đức Phật Ngài rất khiêm nhường. Ngài nói một câu á, đạo Phật là đạo hiếu, Ngài đưa chữ hiếu lên đầu tiên vì nhân sinh là cao, cao cả nhất. Còn cái việc tiếp nhận Phật Pháp thì con người ta đi đường sau. Còn cái quan trọng đầu tiên là nhân sinh con người là hiếu thảo mới bước vào đạo Phật được. Nên Đức Phật nói rằng đạo Phật là đạo hiếu, mà tâm Phật là tâm hiếu. Nên Phật vì chữ hiếu mà Phật tu hành giải thoát. Nên chúng ta cũng vì đối với cha mẹ mình vì chữ hiếu mà mình phải sống cho lành mạnh, sống cho tốt đẹp, đúng không? Này là cái quan trọng. Nên trong Đệ Tử Quy có câu rất là hay: đạo đức của làm con mà khuyết thì cha mẹ buồn. Người làm cha là mẹ vui sướng nhất là con mình sống cuộc đời ý nghĩa. Thí dụ như các anh chị ca sĩ thì có tiếng tâm đi, cha mẹ của các anh chị cũng mừng, cũng vui, cũng nở mặt nở mày khi thấy con của mình có tiếng tâm với xã hội, sống hướng đến tư tưởng trí thức. Còn nếu như mà bây giờ mà thấy con cái mình hút chích xì ke ma tí, đua xe cờ bạc rượu chè hư hỏng thì cha mẹ cảm thấy buồn chứ. Buồn khi sanh ra một đứa con, nuôi một đứa con lớn khôn mà nó trở thành như vậy. Nên mình bộ phận làm con á, mình sống có ý nghĩa. Thật sự mà nói, cha mẹ nhìn con hạnh phúc là cha mẹ vui rồi. Cha mẹ chỉ nhìn thấy con hạnh phúc là cha mẹ vui. Nên dù giàu hay nghèo gì, đã đến với nhau là vợ là chồng thì phải sống cho chân thật, để bồi dưỡng một cái đạo đức vợ chồng với nhau thì mới dạy được con. Bây giờ quý vị nghe nè, bây giờ vợ chồng mà không hạnh phúc lấy đâu dạy con. Bây giờ mình muốn dạy con mình tốt mà vợ chồng gặp với nhau chữ lộn mày tao, vợ kêu chồng bằng mày mà chồng kêu vợ bằng tao, mày tao, thấy không? Kênh qua kênh lợn nhau, chồng tức nhảy vô quýnh vợ, vợ nó tức nó nhảy vô nó ngắt chồng, thì đứa con nó ngồi nó nhìn nó nói công nhận cha mẹ của mình y gan xã hội đen, quay ghê, chắc mình cũng phải học theo cha mẹ của mình. Quý vị lấy đâu dạy con quý vị? Cái mà chăm sóc một gia đình hạnh phúc là cái quan trọng. Mỗi một cương vị, người nghèo, người giàu, người có tiếng hay người không có tiếng gì cũng phải cần có một gia đình hạnh phúc. Có nhiều người nói những người ca sĩ họ ít có một gia đình hạnh phúc, chắc là tại cuộc sống họ quá phồn quá hay sao, họ quá có điều kiện, họ tiếng tâm, họ có tiền bạc. Và nếu mà họ không nghe đạo, hình như chắc là con người người ta lao theo cuộc sống không biết đủ, nên từ nơi đó mà nó mất đi một cái gia đình hạnh phúc. Nhưng Đức tin chắc rằng họ trở về, về đêm họ cũng buồn 100%. Quý vị, một gia đình mà không hạnh phúc là buồn lắm. Dù quý vị có thành đạt cỡ nào cũng phải trở về nhà, không thể nào bị lang thang nhà của người ta được, hay là vũ trường, quán bar, hay là khách sạn, hay là chỗ chơi nào mà không trở về nhà. Dù cỡ nào cũng phải trở về nhà thôi, nói thiệt. Quý vị công nhận, dù bị đi đến đây chơi có vui cỡ nào chút, dù cái nhà có nhỏ cũng phải chạy về nhà mình chứ. Hoặc là ngày mai cũng về nhà chứ, thì sao mà bỏ nhà được quý vị? Từ khi vô chùa tu luôn, hiểu không? Đó. Thì cái việc ấy mà hạnh phúc của một gia đình như Đức nó quan trọng. Mà lót cái hạnh phúc của gia đình đó là quý vị biết trân quý cái tình cảm. Tại sao mà người ta có điều kiện, có địa vị mà người ta lại không hạnh phúc? Vì chồng cũng nhìn lên mà vợ cũng nhìn lên. Mà người nào cũng có điều kiện, người nào cũng đẹp hết. Chồng đụng vợ cái vợ nó chia tay đi anh. Tại vì mình có điều kiện mà. Nếu sống với nhau mà không có hạnh phúc thì chúng ta chia tay đi. Nên tìm mối tình mới. Từ cái tâm không biết trân quý đó mà đi tìm hoài, giống như buổi trưa hè mà đi bắt bóng, cuối cùng đi bắt hoài mà không bắt được cái bóng.
Nhìn lại thì tuổi già đã đến với mình, mà hạnh phúc đâu không tìm thấy. Đúng không? Nên những đức khuyên mỗi một cương vị trong cuộc đời này nên trân quý cái hạnh phúc mà mình đang có đó. Từ cha mẹ còn sống nên hiếu với cha mẹ, để một ngày nào cha mẹ mất đi, bản thân chúng ta không hối hận. Vợ chồng được đến với nhau, có con cái, cố gắng trân quý cái gia đình hạnh phúc. Đừng nên đụng cái rồi chia tay, rồi con mình sẽ như thế nào. Chúng ta nếu đặt mình vào con, có ai muốn rằng đi với cha mà không có mẹ, mà đi với mẹ mà không có cha không? Đây là sự đau khổ nhất của con, của nít. Nhưng mà có những cái nghịch cảnh trong cuộc đời, khi mà duyên của người ta nó đã hết với nhau, thì có khi nó cũng xảy ra những cái nghịch cảnh trong cuộc đời nhiều lắm. Nhưng mà những đức nói, cái người lớn phải biết trân quý. Người lớn đừng có mà chối bỏ cái trách nhiệm của chúng ta. Khi đụng chạm với nhau, hãy suy nghĩ cái trách nhiệm của chúng ta, đó là phải hàn gắn làm sao, hết lòng hết dạ. Nếu đối phương họ quyết định họ buông bỏ thì cuộc đời mình cảm thấy không nặng với lương tâm mình. Nên cái việc hạnh phúc của gia đình là chuyện quan trọng, mà nó gầy dựng từ cái con người phải tiếp nhận giáo dục, quý vị ạ. Di Đà Phật, A 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 Di A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật,
Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật.